Xin chào tất cả các anh em. A đồ cầu rất vui tiếp tục được review đến tất cả các bạn và các anh em. Cây cần của thương hiệu Shimano, cần encounter, chiều dài của cái cần là 3,2 m, độ cứng MH, chất liệu của cái cần là carbon X type power và CI 4 cộng. Dàn khoen của cái cần là khoen Fujiga chân ca, màu trắng. Tất cả các cái nguyên liệu là được nhập từ Nhật Bản nha các em, hàng chính hãng. Như những cái video trước, Edo Cầu đã giới thiệu cũng khá là nhiều mẫu của hàng Shimano, thì đây là cái cần cao cấp hơn những cái mẫu trước. Trong những cái video sau, Edo Cầu sẽ tiếp tục review đến các anh em những cái mẫu cần cao cấp hơn. Các bạn và các anh em nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi thì để biết thêm chi tiết cái mẫu cần này. Các bạn và các anh em nhớ theo dõi hết cái video. Đồ cầu sẽ cố gắng review. Cây cần encounter của thương hiệu Shimano, hàng chính hãng. Chiều dài là 3,2 m, S106, độ cứng là MH. Thì cái thông số thì các bạn các anh em xem ở trên cái vỏ hộp của cái con, nó sẽ đầy đủ và chi tiết hơn. Encounter S106 MH ha. Chiều dài là 3,2 m này. Số khúc là 2 này. Chiều dài thu gọn là 164 cm. Trọng lượng là 196 g. Khá là nhẹ các anh em. Đường kính đọt của nó là 1.9 mm. Thì cái con này nếu mà các bạn và các anh em chơi thể loại so vít, lai vít, chơi mồi vít thì mắc của nó là 60 g. Các bạn và các anh em đánh lua, tải mồi thì từ 10 đến 52 g. Sử dụng dây PE 1 đến 2.5 là tốt. Chất liệu carbon là 99,8%. Đây là cái bảng thông số thì các bạn và các anh em vừa xem ở trên cái vỏ hộp. Chất liệu cán và tay cầm là chất liệu EVA. Bát máy là bát Fuji CI 4 cộng. Thì cái công nghệ CI 4 cộng thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên thông tin trên mạng hoặc vào website của Edo Cầu ha. Có một số cái bài viết viết rất là rõ chi tiết về tất cả các cái công nghệ của thương hiệu Shimano cũng như là Daiwa. Plan cần là chất liệu carbon 99,8%. Thì từ cái khoen D3 xuống, các bạn với các anh em nhìn ha, cái vân xoắn carbon gia cố nó là cực kỳ chắc. Cái con này nó có cái độ cứng là medium heavy, độ cứng H, và cái action của nó là cái độ cong, đó là độ cong fast, đánh nhanh. Dàn khoen của cái con là khoen Fujigai chân ca, màu sáng. Đây là những cái dàn khoen chính hãng của Nhật, và tất cả các nguyên liệu thì được nhập từ Nhật, và cây cần này thì được sản xuất tại nhà máy Shimano của Trung Quốc. Đây các em, Made in China, và tất cả các nguyên liệu của cây cần thì được nhập từ Nhật, hàng chính hãng. Cây cần này có tổng cộng là 9 khoen nha các anh em, 9 khoen. Cái phần đọt thì có tất cả là 8 khoen và một cái khoen được 3 là 9 khoen. Cần chất liệu carbon ha. High power, xoắn ít toàn thân luôn. Cây phôi plan cần phải nói là cực kỳ đẹp.
Đường kính đo của cái cần là 190 ly ha, khoen đầu bu chống xoắn. Với những cái mẫu cần mà có cái phân khúc giá từ tầm trung đến tầm cao của Shimano thì về cái thông số kỹ thuật của cái cần phải nói là nó rất là chuẩn. Thì với cái cần này có cái độ độ nảy ha, độ nảy phải nói là cực kỳ tốt và rất là nhuyễn. Và đặc biệt với những cái mẫu cần này nó có cái độ cảm nhận mồi, khi các bạn lua mồi thì cái con mồi mà nó đi nó có thể va chạm những cái vật cản thì các bạn và các anh em có thể cảm nhận được rất là rõ, hay là những cái cú táp mồi nhẹ của cá thì các bạn anh em vẫn có thể cảm nhận được và nó là rất là rõ. Đó là cái ưu điểm và nó là cực kỳ lớn ở trên những cái dòng cần Shimano có phân khúc giá tầm trung đến tầm cao. Adocâu vừa review và giới thiệu đến tất cả các bạn và các anh em cái cần Encounter của Shimano. Tất cả các nguyên liệu thì được nhập từ Nhật Bản và cái cần được sản xuất tại nhà máy Shimano của Trung Quốc. Với cái mẫu cần này thì nó thích hợp cho các bạn và các anh em chơi lure các thể loại như là line, sò vít, súp. Và đặc biệt các bạn và các anh em có nhu cầu câu hồ dịch vụ như là cá trê và cá chép thì đây là một cái mẫu cần phải nói là cực kỳ thích hợp. Các bạn và các anh em mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video và website adocau.com xem thêm thông tin chi tiết và đặt hàng. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.